Chiến tranh. Những người con yêu nước lên đường theo tiếng gọi non sông. Những người mẹ tiễn con lên đường với một niềm tin chiến thắng. Đất nước thống nhất. Những người mẹ đã hiến dâng cho Tổ quốc những người thân yêu nhất. Đời đời ghi nhớ, tri ân, biết ơn sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc. Có người lính mùa thu ấy
ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mấy ngàn hoa bóng cây tre. Kiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên, màu hoa đỏ phía rừng xa rực cháy lên, màu hoa đỏ trước hoàng ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mấy ngàn hoa bóng cây tre. Chiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên, màu hoa đỏ phía rừng xa rực cháy lên, màu hoa đỏ trước hoàng hôn. Khóc những đứa con lần lượt ra đi, đi mãi mãi. Thời gian trôi qua, vết thương trên thịt da đã lành theo năm tháng, những vết thương lòng mẹ vẫn còn nặng mang. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, khi con đi qua khắp nẻo đường, nghe đau thương chìm trong khói hương, mong sao cơn mưa gió vô thường
không lung lay làm rớt hà sương. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, mây khói tan rồi còn là ai mẹ nay vẫn còn, còn có những đứa con dù đi xa muôn phương vẫn nhớ. Mẹ đang cô đơn, chúng con yêu mẹ hơn. Mỗi chiều nghiêng nghiêng bóng ghi khắc trong lòng hình dáng mẹ ngồi trong. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, cho con xin chia sớt nỗi buồn, cho con xin xẻ đôi bát cơm, cho con hôn đôi mắt mỏi mòn, cho con soi lại bóng hình con. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, mong sao cơn mưa gió vô thường không lung lay làm rớt hạt sương. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, mây khói tan rồi còn là ai mẹ ca không bao giờ quên, là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời mẹ ru con đêm đêm. Bài ca tôi không quên, tôi không quên tháng ngày vất vả. Bài ca tôi không quên, tôi không quên gót mòn hành quân hối hả, làm bạn cùng trăng và ôm súng ngắm sao khuya. Có một bài ca không bao giờ quên, là mẹ dõi bước con bạc tóc thời gian. Có một bài ca không bao giờ quên, là rừng lạnh sương đêm trăng xuống. Bài ca tôi không quên, tôi không quên những người đã ngã. Bài ca trọn đời cho tất cả, là đồng đội tôi còn ôm súng giữ biên cương. Nhưng giờ đây có giây phút bình yên
sao tôi quên có giây phút bình yên, sao tôi quên, sao tôi quên bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát với quê hương, với bạn bè, với... Sau đây xin kính mời các vị đại biểu đứng dậy để làm lễ cho cờ. Chúc phát chào. Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng yêu quốc, bước chân dồn vang trên đường thắm đánh xa. Cờ in bao chiến thắng lòng hồn nước, dùng ngoài xa chén khúc quân đại ca. Đường vinh quang xây xa quân thù, hàng gian lao cùng nhau lập chiến khu. Vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiếng màu ra xa trường tiến lên, cùng tiến lên. Nước non Việt Nam mang vương về. Công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh thân mình để bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội. Phút mặc niệm bắt đầu. Sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Văn Chiêm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân xã lên điều hành buổi lễ. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa anh linh hương hồn các anh hùng liệt sĩ. Kính thưa hương hồn các mẹ Việt Nam anh hùng. Kính thưa các vị đại biểu khách quý. Kính thưa mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tuyển. Các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng cùng toàn thể nhân dân. Trong không khí của những ngày tháng 7 lịch sử, với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc là dịp để các thế hệ tri ân công lao to lớn đối với các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, người có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước, đến ngày 27 tháng 7 hàng năm là toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cả nước lại hướng tới ngày thương binh liệt sĩ bằng những hành động và việc làm đầy ý nghĩa, với tất cả tình cảm sâu nặng, nghĩa cử cao đẹp, truyền thống và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Để tiếp tục quan tâm, chăm sóc tới những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng,
với tinh thần đoàn kết dân tộc, đạo lý và chính sách hậu phương quân đội mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta vẫn thường quan tâm tri ân tới công lao to lớn đối với những người có công với Tổ quốc, nhất là đối với các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh đã anh dũng chiến đấu hy sinh quên mình vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hòa bình và ấm no hạnh phúc của nhân dân. Từ đó nhằm làm vơi đi nỗi đau mất mát to lớn của các gia đình liệt sĩ, xoa dịu nỗi đau của các thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc màu da cam và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng đã cống hiến công lao to lớn cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Năm 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Nhà đã tập trung nguồn lực để thực hiện dự án cải tạo, sửa chữa và mở rộng nghĩa trang liệt sĩ với kinh phí trên 3 tỷ đồng. Thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ, chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, sau khi được sự nhất trí của huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên, hôm nay Đảng bộ và nhân dân xã Nhà long trọng tổ chức lễ dân hương kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020, khánh thành công trình cải tạo, sửa chữa và mở rộng nghĩa trang liệt sĩ xã. Về dự với lễ dân hương và khánh thành hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu về phía huyện, một đồng chí Đinh Đức Tuyến, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện; hai đồng chí Nguyễn Tuấn Song, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban dân huyện. Cùng về dự buổi lễ dâng hương và khánh thành hôm nay còn có các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo ủy ban dân huyện, các đồng chí đại diện cho các phòng ban cơ quan của huyện, những người con quê hương đang công tác tại huyện. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các vị đại biểu đại diện cho Đảng ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã Yên Thành, Yên Trung, Yên Nghĩa, Yên Phương. Về phía xã, xin trân trọng giới thiệu: một đồng chí Phạm Pháp Thông, bí thư ban chấp hành Đảng bộ; hai đồng chí Nguyễn Văn Sơn, phó bí thư thường trực Đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã; ba đồng chí Trịnh Xuân Mạnh, phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Cùng về dự buổi lễ dâng hương và khánh thành hôm nay còn có các đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc, các đồng chí trong ban chấp hành Đảng bộ, phó các ban xây dựng Đảng, các đồng chí đại diện cho các ngành, đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ công chức xã. Về dự lễ dâng hương, ban tổ chức trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Mạnh Tiếp, nguyên phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nam Định, nguyên chủ tịch ủy ban dân huyện Ý Yên. Về dự lễ dâng hương, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Đông, nguyên phó bí thư ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Về dự lễ dâng hương và khánh thành công trình nghĩa trang liệt sĩ hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu có các đại biểu đại diện cho hội đồng quản trị hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, lãnh đạo các công ty doanh nghiệp, ban giám hiệu các trường học, trạm y tế, các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi bộ, trưởng phó thôn, tổ trưởng các tổ tự quản, đối tượng chính sách trong toàn xã, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tuyển, các chức sắc tín đồ tôn giáo, thân nhân các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng cùng toàn thể nhân dân đã về dự đông đủ. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các đồng chí, kính thưa toàn thể nhân dân, để tiếp theo chương trình buổi lễ, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trịnh Xuân Mạnh, phó bí thư ban chấp hành Đảng bộ, chủ tịch ủy ban nhân xã, lên đọc diễn văn lễ dâng hương kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và khánh thành công trình cải tạo, sửa chữa, mở rộng nghĩa trang liệt sĩ xã. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa mẹ Việt Nam anh hùng, kính thưa anh linh các anh hùng liệt sĩ, kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân. Hôm nay trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động, Đảng bộ và nhân dân trong xã long trọng tổ chức lễ dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020, khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng nghĩa trang liệt sĩ xã. Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta hãy kính cẩn nghiêng mình, tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại,
người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương Yên Thọ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả để non sông đất nước, quê hương Việt Nam được ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay. Xuất phát từ trách nhiệm và tình cảm của Đảng bộ và nhân dân trong xã, tháng 10 năm 2019, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã đã thống nhất quyết định chủ trương đầu tư ngân sách xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp và mở rộng nghĩa trang liệt sĩ xã đã xuống cấp. Từ chủ trương đó được huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan chức năng của huyện đồng ý cho phép xã tổ chức thực hiện dự án, đáp ứng được kịp thời nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân trong xã. Công trình cải tạo nâng cấp mở rộng nghĩa trang liệt sĩ xã được khởi công xây dựng từ ngày 22 tháng 2 năm 2020 với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng, gồm các hạng mục xây dựng lại tượng đài tưởng niệm, xây mới hai nhà bia, sửa và thay bát nhang đài tưởng niệm và các phần mộ liệt sĩ, xây cổng chính, mở rộng khuôn viên, xây dựng lại tường rào, lắp hệ thống đèn trang trí và hệ thống đèn chiếu sáng, điều chỉnh trồng mới hệ thống cây xanh trong khuôn viên. Trải qua gần 5 tháng thi công với sự nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn về thời tiết của đơn vị tư vấn thiết kế và xây dựng công trình tỉnh Nam Định, công ty xây dựng Tuấn Hùng, đến nay công trình đã hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Và hôm nay, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2020, tổ chức lễ khánh thành, cải tạo, nâng cấp và mở rộng nghĩa trang liệt sĩ xã để đưa vào sử dụng. Cùng với cấp ủy chính quyền địa phương, trong quá trình xây dựng, các tổ chức cá nhân và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã và những người con quê hương đang học tập và công tác trên mọi miền Tổ quốc đã có những việc làm thiết thực thể hiện lòng tri ân với các anh hùng liệt sĩ, trong đó tiêu biểu như Hội Cựu chiến binh xã vận động hội viên tri ân 4,4 triệu đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã 500.000 đồng, Đoàn Thanh niên 500.000 đồng, Hội Nông dân 500.000 đồng, Trạm Y tế 200.000 đồng, Trường Tiểu học 1 triệu đồng, Trường Trung học Cơ sở 1 triệu 500.000 đồng, Trường Mầm non 3 triệu 500.000 đồng. Các cá nhân tiêu biểu như ông Phạm Mạnh Tiếp, Nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện, Nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định, tri ân đài phun nước Hồ Sen nghĩa trang liệt sĩ. Ông Phạm Văn Đua, Giám đốc Công ty xây dựng Tuấn Hùng, tri ân bộ thờ đài tưởng niệm gồm bát hương và đôi hạc bằng đá và thống nhất với chủ đầu tư tri ân chênh lệch giá toàn bộ đá ốp lát tượng đài từ đá trong nước sang đá nhập khẩu. Ông Nguyễn Công Anh, Giám đốc Công ty tư vấn thiết kế và xây dựng công trình tỉnh Nam Định, tri ân toàn bộ hệ thống cây xanh trong khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ. Ông Nguyễn Tiến Phương, Giám đốc Công ty xây dựng Đông Phương, tri ân lò hóa vàng mã. Ông Trương Công Thượng, thôn Bình Hạ, đang công tác tại Hà Nội, tri ân 6 ghế đá. Ông Phạm Hữu Thụ, thôn Thanh Bình, tri ân 2 ghế đá. Các ông bà, ông Hoàng Văn Thiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban xã, và Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, ông Hoàng Bùi Xuân Khánh, cán bộ phòng lao động thương binh xã hội huyện, là người con của quê hương Thanh Bình, Yên Thọ. Ông Nguyễn Văn Nam, công chức địa chính xã. Ông Phạm Hữu Sim, công chức văn hóa thông tin. Ông Lê Mạnh Hà, công chức văn phòng thống kê. Ông Phạm Văn Trình, thôn Đồ Cách. Ông Hoàng Văn Công, thôn Bình Hạ. Ông Nguyễn Văn Hải, thôn Bóng. Ông Lê Văn Tiệp, thôn Bóng. Ông Lê Văn Quế, thôn Đanh Trại. Và ban quản trị hội đồng hợp tác xã Bình Thọ đã tài trợ ghế ngồi tại nghĩa trang liệt sĩ của xã. Và ông Nguyễn Văn Hùng, giám đốc công ty vận tải đường thủy Anh Đức, thôn Bình Thượng, tài trợ chương trình ký sự trong buổi lễ dâng hương và lễ khánh thành hôm nay. Nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức đã ủng hộ xây dựng quỹ tình nghĩa từ năm 2019 trở về trước là 188 triệu đồng và năm 2020 là 56 triệu 731 triệu đồng. Đứng trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã xin được cảm ơn những tấm lòng tri ân của các tổ chức cá nhân, những người con của quê hương Yên Thọ đang học tập và công tác trên mọi miền Tổ quốc và toàn thể nhân dân trong xã đã đóng góp tri ân để cùng với ngân sách xã hoàn thiện công trình tâm linh đầy ý nghĩa này. Đảng bộ và nhân dân xã xin hứa tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã truyền lại để các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã luôn tự hào và nguyện sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại, phát huy truyền thống của quê hương, tiếp tục làm tốt công tác chăm lo, thăm hỏi gia đình chính sách, người có công với nước,
giúp đỡ cũng như tạo điều kiện cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng vượt lên khó khăn mất mát để cùng hòa nhập với cuộc sống cộng đồng, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng quê hương Yên Thọ ngày một giàu đẹp văn minh. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, chúng tôi xin được kính cẩn nghiêng mình dâng lên các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng vòng hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm, xin bày tỏ lòng thành kính của Đảng bộ và nhân dân trong xã đối với các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương của mình hiến dâng trọn tuổi thanh xuân của cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, tô thêm trang sử vàng chói lọi của dân tộc Việt Nam anh hùng. Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, thay mặt cho huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các cơ quan, phòng ban của huyện, các đồng chí đại diện cho Đảng bộ, chính quyền các xã bạn, các công ty, doanh nghiệp, những người con của quê hương Yên Thọ đang học tập và công tác trên mọi miền Tổ quốc, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng cùng toàn thể nhân dân đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần, giúp cho Đảng ủy, Ủy ban nhân xã hoàn thành công trình tình nghĩa mang đầy tính nhân văn này. Và hôm nay các vị đại biểu và toàn thể nhân dân đã về dự lễ dâng hương kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, dự lễ khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng nghĩa trang liệt sĩ xã Yên Thọ. Đảng bộ và nhân dân xã Yên Thọ đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ. Xin được kính chúc sức khỏe các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân. Xin trân trọng cảm ơn. Để tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Tuấn Song, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa hương hồn các liệt sĩ, kính thưa hương linh các mẹ Việt Nam anh hùng đã qua đời, kính thưa đồng chí Đinh Đức Tuyến, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, kính thưa các đồng chí lãnh đạo huyện, kính thưa các đồng chí thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của xã Yên Thọ, kính thưa thương binh, bệnh binh, thân nhân của các liệt sĩ, kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, trong không khí của những ngày tháng 7 lịch sử, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong cả nước đang nỗ lực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020. Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, chúng ta kính cẩn tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Hôm nay, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Thọ long trọng tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ xã Yên Thọ. Về dự lễ kỷ niệm, thay mặt Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc. Xin được gửi đến mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tuyền, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân của các liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng lời biết ơn và tri ân sâu sắc, lời thăm hỏi ân cần thân thiết nhất. Kính thưa hương linh các liệt sĩ, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân các liệt sĩ và toàn thể nhân dân, việc xây dựng và khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ xã Yên Thọ là lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ và thân nhân các liệt sĩ trong xã. Đồng thời, đó cũng là lời báo công với các anh hùng liệt sĩ và Bác Hồ kính yêu về tinh thần đoàn kết, sự cố gắng, nỗ lực và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Yên Thọ. Cuối cùng, thay mặt Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, tôi xin kính chúc mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tuyền, các thương binh, bệnh binh, thân nhân của các liệt sĩ, các vị đại biểu khách quý và toàn thể nhân dân dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn. Để tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Xuân Lưu, thương binh hạng 1/4, đại diện cho thân nhân gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh,
gia đình người có công với cách mạng lên phát biểu cảm tưởng. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa bà mẹ Việt Nam anh hùng, kính thưa anh linh các anh hùng liệt sĩ, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, hôm nay trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động, Đảng bộ và nhân dân xã Yên Thọ long trọng tổ chức lễ dâng hương viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 47, 27 tháng 7 năm 2020 và khánh thành công trình cải tạo nâng cấp mở rộng nghĩa trang liệt sĩ xã nhà. Thật vinh dự cho tôi trong buổi lễ long trọng như hôm nay, cho phép tôi được thay mặt cho người có công với cách mạng của địa phương được bày tỏ lòng biết ơn, cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất tới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo của chính quyền các cấp cùng các đại biểu quý khách và toàn thể nhân dân đã về dự buổi lễ hôm nay, sức khỏe và thành đạt trong cuộc sống. Với sự đạo lý uống nước nhớ nguồn của ông cha ta, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua, lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp nói chung và Đảng bộ nhân dân xã Yên Thọ nói riêng đã ban hành nhiều chủ trương chính sách tạo điều kiện giúp đỡ chăm lo cho đời sống đối với người có công với cách mạng như chúng tôi. Hôm nay nhiều tổ chức, ban ngành, đoàn thể đã có những việc làm thiết thực chung tay góp sức như cải tạo nhà ở, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp kỷ niệm ngày lễ, ngày Tết và chăm sóc sức khỏe người có công với sự quan tâm to lớn. Đó đã góp phần nào giúp cho các gia đình người có công khó khăn giảm bớt khó khăn và có cuộc sống ngày càng ổn định. Xin kính chúc các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin chân thành cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các đồng chí, kính thưa toàn thể nhân dân, sau đây là chương trình lễ đặt vòng hoa dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ. Để mở đầu cho chương trình lễ đặt vòng hoa dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu đại diện cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các phòng ban cơ quan của huyện. Đoàn do đồng chí Đinh Đức Tuyến, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện làm trưởng đoàn lên đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm. Cảm ơn. Tiếp theo, ban tổ chức trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, cán bộ công chức xã, đoàn do đồng chí Phạm Khắc Thông, bí thư ban chấp hành Đảng bộ làm trưởng đoàn lên đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
Một phút vào miệng, phút vào miệng, bắt đầu. Thôi, xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các xã Yên Thành, Yên Trung, Yên Nghĩa, Yên Phương lên dâng hương tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời đoàn. Dành một phút bằng niệm, phút bằng niệm, bắt đầu. Thôi, xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các đoàn thể chính trị xã hội, đoàn do ông Nguyễn Huy Định, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã làm trưởng đoàn lên đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời đoàn. Dành một phút mặc niệm, phút mặc niệm, bắt đầu. Thôi, xin chân nhé, cảm ơn đoàn. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu đại diện cho nhân dân và cán bộ thôn Bình Thượng, đoàn do ông Nguyễn Huy Hòa, bí thư chi bộ làm trưởng đoàn lên đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời đoàn. Xin mời đại diện đoàn lên dâng hương. Toàn cán bộ và nhân dân thôn Thọ Khách chuẩn bị. Mời đoàn dành một phút mặc niệm, phút mặc niệm, bắt đầu. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu đại diện cho nhân dân và cán bộ thôn Thọ Khách, đoàn do đồng chí Lại Quang Đạo, bí thư chi bộ làm trưởng đoàn lên đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời đoàn. Mời đại diện
lên dâng hương. Đại diện cho nhân dân thôn Bóng chuẩn bị. Mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, xin trân trọng cảm ơn đoàn. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu đại diện cho nhân dân và cán bộ thôn Bóng, đoàn do đồng chí Lê Hồng Thái, bí thư chi bộ làm trưởng đoàn lên đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời đoàn. Mời đại diện đoàn lên dâng hương. Mời đoàn dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Cảm ơn đoàn. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu đại diện cho nhân dân và cán bộ thôn Danh Trại, đoàn do đồng chí Lê Như Hoa làm trưởng đoàn lên đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời đoàn. Đại diện đoàn lên dâng hương. Ban đại biểu đại diện cho nhân dân và cán bộ thôn Đông Hưng chuẩn bị. Mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Cảm ơn đoàn. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu đại diện cho nhân dân và cán bộ thôn Đông Hưng, đoàn do đồng chí Nguyễn Thành Giang, bí thư chi bộ làm trưởng đoàn lên đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời đoàn. Chuẩn bị. Mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
trọng cảm ơn đoàn. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu đại diện cho nhân dân và cán bộ thôn Thanh Bình. Đoàn do đồng chí Bùi Xuân Tân, Phó Bí thư chi bộ làm trưởng đoàn lên đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời đoàn. Mời đại diện đoàn lên dâng hương. Đoàn cán bộ và nhân dân thôn Bình Hạ chuẩn bị. Mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, xin trân trọng cảm ơn đoàn. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu đại diện cho nhân dân và cán bộ thôn Bình Hạ. Đoàn do đồng chí Hoàng Văn Ninh, Bí thư chi bộ làm trưởng đoàn lên đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời đoàn. Đoàn hội truyền thống Trường Sơn chuẩn bị. Xin mời đoàn hội truyền thống Trường Sơn chuẩn bị. Mời đại diện đoàn lên dâng hương. Mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, xin trân trọng cảm ơn đoàn. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu đại diện hội truyền thống Trường Sơn xã Yên Hòa. Đoàn do ông Nguyễn Văn Hải, chủ tịch hội làm trưởng đoàn lên đặt vòng hoa thắp hương tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời đoàn. Tiếp theo, đoàn trường trung học cơ sở xã Yên Hòa chuẩn bị. Mời đại diện đoàn lên dâng hương. Mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, xin trân trọng cảm ơn đoàn. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu đại diện cho trường trung học cơ sở. Đoàn do đồng chí Phạm Tiến Dũng, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường làm trưởng đoàn lên đặt vòng hoa thắp hương tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời đoàn. Mời đại diện đoàn lên dâng hương. Đoàn đại biểu trường tiểu học chuẩn bị. Thank you.
Mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu đại diện cho trường tiểu học Đoàn do đồng chí Phạm Lễ Nam, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường làm trưởng đoàn lên đặt vòng hoa thắp hương tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời đoàn. Mời đại diện đoàn lên dâng hương tưởng niệm. Mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, xin trân trọng cảm ơn đoàn. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu đại diện cho trường mầm non đoàn do đồng chí Nguyễn Thị Thúy, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường làm trưởng đoàn lên đặt vòng hoa thắp hương tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời đoàn. Lên thắp hương tưởng niệm, xin trân trọng kính mời. Hoàng Hữu Túc, trạm trưởng, làm trưởng đoàn lên đặt vòng hoa thắp hương tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời đoàn. Mời đại diện đoàn lên thắp hương tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời. Giới thiệu đoàn đại biểu đại diện cho hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp hợp tác xã Bình Thọ đoàn do ông Nguyễn Văn Hùng chủ tịch hội đồng quản trị làm trưởng đoàn lên đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời đoàn. Mời đại diện đoàn lên dâng hương tưởng niệm. Mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, xin trân trọng cảm ơn đoàn. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đoàn đảng ủy, ban chỉ huy quân sự huyện Ý Yên lên đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời đoàn.
Mời đại diện đoàn lên dâng hương tưởng niệm. Mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, xin cảm ơn đoàn. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đại diện công ty tư vấn và thiết kế công trình Con Đê Con Nam Định, đoàn do ông Nguyễn Công Anh, giám đốc công ty làm trưởng đoàn, lên đặt vòng hoa thắp hương tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời đoàn. Mời đại diện đoàn lên dâng hương tưởng niệm. Mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, xin trân trọng cảm ơn đoàn. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng và giới thiệu đoàn đại biểu đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Tuấn Hùng, đoàn do ông Phạm Văn Đua, giám đốc công ty làm trưởng đoàn, lên đặt vòng hoa thắp hương tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời đoàn. Mời đại diện đoàn lên dâng hương. Mời đoàn dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, xin trân trọng cảm ơn đoàn. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng và kính mời đoàn đại biểu đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đông Phương và đoàn đại biểu đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng và thương mại Hải Đăng lên dâng hương. Xin trân trọng kính mời đoàn. Mời đại diện đoàn lên dâng hương. Mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, xin trân trọng cảm ơn đoàn. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đại diện công ty vận tải thủy Anh Đức, đoàn do ông Nguyễn Văn Hùng, giám đốc công ty làm trưởng đoàn, lên đặt vòng hoa thắp hương tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời. Mời đoàn lên dâng hương tưởng niệm. Dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, xin trân trọng cảm ơn đoàn.
Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Đá Mỹ Nghệ Tuấn Ân, đoàn do ông Phạm Tuấn Ân, giám đốc công ty làm trưởng đoàn, lên đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời. Mời đoàn lên dâng hương tưởng niệm. Mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, xin trân trọng kính mời đoàn. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Bình Khách lên đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời đoàn. Xin mời đại diện đoàn lên dâng hương. Mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Xin trân trọng cảm ơn đoàn. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng và kính mời đoàn Hội Phật tử xã Yên Thọ lên đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời đoàn. Mời đại diện đoàn lên đặt vòng hoa và dâng hương. Mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Trân trọng kính mời đoàn. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu gia đình ông Kiên Vân cùng tổ thợ xây thợ điện cho công ty trách nhiệm hữu hạn Tấn Hùng lên đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời. Phút mặc niệm, phút mặc niệm, bắt đầu. Thôi, xin trân trọng cảm ơn đoàn. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đại diện bưu điện xã Yên Thọ lên đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm. Xin trân trọng kính mời. Xin mời lên đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm. Dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các đồng chí, kính thưa toàn thể nhân dân, ban tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020 và lễ khánh thành công trình cải tạo, sửa chữa và mở rộng nghĩa trang liệt sĩ xã đến đây đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Ban tổ chức xin kính mời các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân tiếp tục tham quan và thắp hương các phần mộ. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đã về dự tạo nên sự thành công của buổi lễ. Xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân. Xin được kết thúc buổi lễ tại đây. V
thế chân cho vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi. Anh thương binh vẫn đến trường làng, vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương. Bài hát có ngọn núi quê anh xa vời, bài hát có đồng lúa mênh mang câu hò, bài hát có người lính đã hy sinh ngấm thầm cho hôm nay những gót chân son. Trên cát trắng